là Calut Active được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay. Chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức. 3. Hai. Một. Oh. Thôi. Phú thật. Lần đầu tiên có cả hai chàng trai cùng bất ngờ. Muốn chia sẻ điều gì đó, biết nói gì nữa bây giờ ngoài cơ hội bày tỏ tình cảm dành cho các bạn. Ok, anh em lên cùng nhá. Hai người cùng lên luôn hả? Nhưng cơ hội chỉ có một mà thôi, chúng ta cần tập trung tình cảm và spotlight với cô ấy. Liệu ai sẽ là người giành quyền đầu tiên để chia sẻ tình cảm với Ngọc Huyền đây? Anh Thương nhá. Rồi, xin mời Vũ Thịnh. Chào em. Em chào anh. Có thể là cái lúc mà ngay mới đầu vào á, em thấy anh nói hơi nhiều một chút, có vẻ hơi nhây một chút. Wow, đẹp quá. Hôm nay em mang món quà này từ quê vào thì cái lúc mà bạn ấy bước ra ấy, em thấy mặt đất rung chuyển luôn á. Tại sao vậy? Em cứ tưởng là động đất nhưng không phải, mà là em động lòng em bạn đó. Còn riêng anh còn riêng anh nhá, anh thấy em giống con muỗi. Tại sao ạ? Bởi vì em làm anh mất máu quá. Thật ra là tất cả những việc anh làm á là để muốn tạo ấn tượng đối với em. Tại vì ngay từ lúc clip mà giới thiệu em hiện ra, anh đã có một cái ấn tượng rất là khác biệt. Mà anh tin là cái cảm xúc đó chỉ xuất hiện khi mà anh gặp được một cô gái của mình. Sao nhân run ta? em ôm anh cái được không? Wow. Ô, cô gái em mát đúng không? Thì không biết kết quả nào nhưng mà được em ôm thì đã là một chiến thắng của anh rồi đúng không? Em có thích hoàng hôn không? Dạ em rất thích ạ. Anh thì thích được huyền hôn á. Ok. Anh chỉ muốn nói là không biết là em tới đây tỏ tình với một trong chín chàng trai là anh chưa biết là ai cả. Nhưng anh mong em ngay giây phút này, nếu người đó không phải là anh, em hãy suy nghĩ một chút và hãy đặt anh ở một cái vị trí nào đó mà em có thể cân đo đong đếm. Thật ra tình cảm thì chỉ có một ạ. Em cảm ơn anh hôm nay đã lên đây để bày tỏ cảm xúc của mình đối với em. Em hy vọng là cho dù mình không đến để tìm hiểu với nhau thì mình vẫn là bạn được không ạ? Ok, cảm ơn em. Cảm ơn Vũ Thịnh. Trước khi anh lùi lại phía sau để nhường cho cô đi á, em có thể thực hiện một nguyện vọng của anh được không? Dạ được ạ. Em có thể nói từ chào buổi sáng và chúc anh ngủ ngon được không? Dạ được ạ. Ok. Anh Thịnh ơi, chào buổi sáng anh. Chúc anh có một ngày tốt lành và thật vui vẻ hạnh phúc ạ. Muộn rồi, em chúc anh ngủ ngon ạ. Cảm ơn em. Tại vì anh thật sự thích những người con gái miền Trung và thích giọng của những con gái miền Trung. Dạ. Và anh sẽ ghi nhớ cái giọng nói này ở trong đầu để lúc mỗi sáng thức dậy và lúc trước khi ngủ, anh sẽ luôn nghĩ tới em. Cảm ơn em. Chỉ còn những đắng cay, tháng năm ngày dài chia đôi, giấc mơ ngày nào xa xôi. Ngôn tình hoàn mỹ. Cơ hội dành cho các chàng trai được một lần nói lên tình yêu của mình với các cô gái của chương trình. Trước khi mà anh cô đi bày tỏ cảm xúc của mình thì em muốn hỏi anh một câu được không ạ? Ok. Lúc đầu mà em ra chương trình ấy thì em có hỏi các anh là thấy em như thế nào. Thì anh bảo là anh không thích em bởi vì em cao quá. cái đấy chỉ chiêu em thôi, thực sự khi mà em đặt cho em bước ra đây á thì anh
đã cảm nhận được một cái sự đầm thắm ở bên trong con người em. Và khi mà em cất giọng nói lên thì em nói ừ, đúng rồi. Anh cảm thấy em sẽ là cái con người mà có thể giúp anh kiểm soát anh lại mỗi lúc mà anh trở nên quá điên cuồng, quá gọi là hỗn độn. Sau những điều mà em chia sẻ về hiện tại và tương lai thì anh nghĩ là em rất là giống cái mẫu người con gái mà anh tìm, đó là chịu suy nghĩ. Anh không cần một người con gái quá hoàn hảo, anh chỉ cần một người con gái chịu tiếp thu và cùng anh phấn đấu trong cuộc sống thôi. Và anh rất trân trọng điều đó em. Và hôm nay anh quyết định lên đây để bày tỏ với em tình cảm của mình. Anh sorry, anh hơi xúc động. Anh muốn, và một điều nữa, đó chính là khi mà cái lần mà anh nhìn vào mắt em á, thì anh thấy được là em cần sự che chở. Và anh nghĩ là bản thân mình có thể làm được điều đó. Và anh quyết định lên đây để tỏ tình với em. Anh không sợ là mình quyết định sai, anh chỉ sợ mình không có cơ hội để nói cho em nghe những lời này thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Lúc mà em nhìn vào mắt anh ấy, là em thấy anh là một người bên ngoài mạnh mẽ nhưng mà bên trong có một cái gì đấy gọi là buồn. Và nhìn cái ánh mắt của anh rất là thật ấy. Em cảm ơn vì anh đã nói những cái cảm xúc của mình dành cho em. Em rất là trân trọng những cái lời nói mà anh vừa nói. Và em hy vọng là cho dù mình không tìm hiểu nhau thì anh vẫn có thể làm bạn. Và mỗi lúc anh muốn tâm sự thì anh vẫn có thể tâm sự với em ạ. Những lúc anh buồn, anh mệt mỏi thì em có thể động viên và tặng gì đó. Và mình có một điều chia sẻ thôi. Mình nghĩ nếu mà chàng trai nào á mà may mắn có được người con gái này thì người đấy mình nghĩ là chắc là một người rất là có phước à. Tại vì bạn ấy rất là chu đáo. Đây, chuẩn bị một món quà, bất kể chặt đứt tay hay như nào đó vẫn lên đây, vẫn quyết định can đảm lên tỏ tình với lại cái người con trai đó. Thì mình mong là người đó sẽ tận dụng hết cái cảm nhận của mình để mà nhìn nhận một cách đúng. Cảm ơn anh. Chúc em may mắn. Cảm ơn Cody. Hai chàng trai của nhà chị á, cả Vũ Thịnh và cả Cody, ngày thường nói năng lưu loát lắm. Có rất là nhiều người đã đến đây và chỉ mong rằng họ có thể quay lại để chấp nhận là chúng ta thử hẹn hò một ngày xem sao. Nhưng đây là một cái lần hiếm hoi thấy Thịnh và cả Cody cùng rung động bước đầu vì một ai đó. Và chị tin là em là một người rất đặc biệt. Và khi mà đặc biệt như vậy á, thì em xứng đáng nhận được thật nhiều tình yêu thương. Dù em có muốn song hành với hai bạn hay không, thì tất cả mọi người cũng muốn nói cho em biết là em rất là đặc biệt, em rất là tuyệt vời. Em cảm ơn chị. Và mọi người đang rất nóng lòng muốn biết là người nào may mắn vậy, người đã khiến em có thể vững lòng hướng tới mà từ chối những tấm chân tình khác chỉ để có thể một lần biết đâu có cơ hội được nắm tay người ấy đi về cho đúng với giấc mơ mà mình đã vun đắp từ lâu. Vậy ước mơ của em là gì? Chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ xin phép được bày soạn ở trên sân khấu này một khung cảnh đó để em có thể cùng người ấy chia sẻ những điều mà em đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Em đồng ý không? Mời em.
nãy thì em đã tặng các anh một món quà mà em mang tới. Thế bây giờ em mời các anh mở quà ra đi ạ. Wow. Khui quà. Một con mực. Một con mực. Có một con mực. Hôm mực. Nhậu nha anh em. Nhậu nha. Có mở ra không em? Ôi trời ơi. Ai trước nhờ? À, trong đây thì cái thư của mình có rất là nhiều chữ, nhưng mình tạm rút gọn lại đó là chúc bạn may mắn lần sau. Đang định nói gì? Bây giờ em mời anh Nhậm đọc bức thư anh vừa đọc đi ạ. Chào anh, em rất vui khi gặp được anh ngày hôm nay. Em mong rằng anh sẽ sớm tìm được cô gái mang lại cho anh nhiều... Không mọi người ạ, của em nó còn như này cơ. Chúc anh sớm tìm được chàng trai gạch chàng trai cô gái mà anh không muốn. Ồ thế còn đấy, ai ta? Nó lại còn này đi. Chắc cũng rất là nhiều chữ, nhưng mà anh tóm gọn lại là anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Thư của mình hơi dài. Chào anh, chàng trai của em. Mèo. Chốt nhanh thế. Hôm nay là một ngày tròn một năm kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Cái ngày mà em đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với anh trước đông người. What? Đến bây giờ thì nhớ lại khoảnh khắc anh nắm tay em bước ra khỏi cánh cửa chương trình, em vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Hả? Ấn tượng khi lần đầu tiên thấy anh qua màn hình điện thoại là một đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Lúc ấy em đã ước mình có thể làm cho đôi mắt ấy ngập tràn niềm vui. Và một năm qua em đã vô cùng mãn nguyện mỗi khi anh nhìn thấy em cười hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần như thế, vui vẻ bên nhau là đủ anh nhỉ. Hãy cùng em kéo dài những năm tháng hạnh phúc này anh nhé. Bức thư gửi đến từ tương lai cho anh đấy. Wow, cho anh đấy. Wow. Anh có thể bước lên đây để được. Cùng với những hy vọng của tất cả anh em ở đây đấy. Ok. Nào, mạnh mẽ lên. Bình tĩnh nè. Chà. Chào em. À, anh ngồi đi. Ok, mời em ngồi bên này đi. Trời ơi. Wow. Lại là em dâu nữa rồi. Anh có bất ngờ không ạ? Sự thì... thực sự là khi mà anh nhìn thấy em thì anh rất là bất ngờ lúc mà em mới bước đến đây. Hình ảnh một cô gái rất là cao, ráo, thân hình rất là chuẩn. Và có một điều gì đấy làm anh cảm thấy như là liệu cô ấy có quá hoàn hảo và bước ra từ như là bước ra từ một câu chuyện tranh vậy đó. Và sự thì khi mà anh bắt đầu nhìn thấy từ khóa và sau khi nghe em nói chuyện một hồi thì anh có một cái điều gì đấy anh đã đoán trước được là nó chính là mình. Có lẽ là anh không muốn nói ra cho tất cả mọi người, tại vì anh muốn giữ cho em một cái sự bất ngờ. Và cũng như là giữ cho mọi người một cái sự bất ngờ. Và sự thì khi mà nhìn thấy những cái hành động của em á, anh có thể thấy được rất là nhiều những tình cảm mà em đã dành cho anh trong cái buổi ngày hôm nay. Sự thì cảm ơn em rất là nhiều vì tất cả những điều mà em mang đến trong ngày hôm nay. Thật ra khi mà đến đây thì em rất là lo sợ ấy, không biết là mình sẽ đến đây như thế nào ấy em. Và em đến đây thì em mang rất nhiều món quà đến cho anh. Và món quà đầu tiên em muốn dành tặng cho anh đó là một mâm cơm gia đình ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Sự là đã rất là lâu rồi anh không được ăn một cái bữa cơm như này. Nhưng mà anh có biết tại sao em lại chọn là nấu món cơm gia đình cho anh ăn không ạ? Tại sao em lại biết là anh thích ăn rau ngót? Đồng cảm đấy ạ. Thì lúc mà anh coi những cái từ khóa ấy, thì anh cảm thấy là wow, liệu đây có phải là một bản sao của mình hay không? Tại vì thực sự là rất nhiều từ khóa là gần như là khớp với anh đến 99%. Và những món ăn này cũng là những món ăn mà anh rất là yêu thích. Thịt rang, canh rau ngót. Thật ra thì em biết là từ bé anh thiếu thốn tình cảm của bố. Và anh ở xa nhà cho nên là tập trung cho sự nghiệp của mình ấy, thì
kiểu ít khi được ăn cơm cùng mẹ, mà đặc biệt anh lại kiểu thiếu đi tình cảm của bố mình ấy. Em rất kiểu rất là thương, em muốn bù đắp những mâm cơm gia đình. Em, mình xúc động. Thật sự là em muốn bù đắp tất cả những gì tình cảm của mình vào mâm cơm gia đình, và em mong là anh sẽ ăn ngon miệng và sau này em sẽ nấu cho anh được nhiều món ngon hơn ạ. Cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ mình có lẽ mình ăn cùng nhau ha. Anh sẽ sới cơm cho em. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được sới cơm đấy. Anh đói quá. Ngồi mãi mà tỏ tình chứ không được tỏ tình mà đói bụng quá. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Đây. Nhưng mà anh có được ăn thử không em? Đói quá. Ok, xíu nữa sẽ có phần cho mọi người hết. Đói quá rồi đây này. Người ta thực ra người ta bảo rồi, lời chào câu mâm cỗ, bạn bè bao nhiêu năm mà cuối cùng tiếc nhau miếng ăn. Thôi tí nữa những cái phần gì mà thừa thừa lại thì sẽ là của bà. Thế là anh là người miền Bắc ấy, mà anh lại sống ở miền Nam, là em sợ nấu không vừa. Thực sự là như này là rất là vừa khẩu vị của anh luôn á. Anh cảm thấy là vừa có sự kết hợp của miền Nam và có sự kết hợp của miền Bắc. Món này là cái món rau mà anh cực kỳ yêu thích ở miền Nam khi mà anh bước chân đến đây. Món này thì là miền Bắc này. Này là món này đây thì đây là cũng là những món em thích ăn ấy, nhưng mà lúc nãy anh bảo là anh thích rau này ấy, em cũng hơi bất ngờ. Ghiền lắm luôn á. Hồi xưa ở nhà là mẹ anh chỉ giao cho anh đúng công việc duy nhất là tuốt rau ngót. Đó, anh chỉ có làm mỗi công việc đấy thôi. Em ơi, anh dùng thịt. Mấy miếng thịt nhá. Anh thêm miếng mỡ thì ăn mỡ không? Dạ anh. Ok anh ăn mỡ cho, đừng ăn mỡ béo lắm. Miếng thịt này, ok. Anh chỉ có một cái là anh hơi sợ ớt. Anh ăn thử. Ok, thank you em. Để anh thử chấm cái này xem nó có cay lắm không. Em không biết là nó cay không ạ? Vừa rồi. Chứ rồi, hơi cay. Hơi cay. Không sao. Anh ăn cay hơi dở thôi nhưng mà anh vẫn ăn được. Tiếc là muốn anh ăn nhiều mà thích ăn cay. Cay là muốn tình cảm luôn nồng cháy đấy. Đúng rồi. Anh ăn thử cái này nhá. Các anh ở dưới có ai muốn dùng thử cơm em nấu không ạ? Không. Có. Ê, xin. Ngon. Nãy giờ thì cái là nó ướt hết cái ghế của anh đừng rồi. Đừng vội anh, đừng vội gì. Năm ba cái gì, ăn thì thoải mái. Anh nói thiệt luôn á. Bê cái mâm về. Em mời tất cả. Lại bê mâm. Ok. Thôi được rồi. Rồi anh em ăn cơm vui vẻ nha. Làm gì mà anh ơi? Sao thèm cái thịt rang tiêu đâu đấy. Về tiêu rồi. Nước mắm nè, nước mắm làm. Nước mắm mà chua. Trời ơi. Xin mời cả nhà. Anh tôm hùm baby. Trời ơi. Tôm hùm baby. Tôm hùm baby. Tôm hùm baby. Chấm một miếng được không? Chấm hết. Nước chấm hơi cay. Lên. Sao? Rồi. Ngon không? Dính liền. Ôi, đúng nước mắm miền Trung. Ráng đập đi, đập đi. Giọng đi. Anh nhập ăn thử đi. Anh thử cái này. Sao? Này là đúng nước mắm. Đúng cái mùi của nước mắm miền Trung luôn á. Anh tôm miền Trung. Anh tô đi. Ok, anh đang đợi mọi người ăn hết xong rồi anh ăn cái giỏ. Anh ăn cái giỏ con tôm. Khoan. Bà con ơi, anh em có ai ngồi dưới kìa. Lên kìa. Sao kỳ vậy? Lên đây ăn nè. Ăn thịt đi, anh ăn thịt. Lên đây cho miếng tôm. Trời ngon hả? Em tự nấu ăn tại. Dạ vâng, em tự nấu. Để không gian riêng hai người đi. Các anh ăn thử tôm. Thiếu ăn nè mời. Anh Lưu Huy ăn đi ạ. Trời. Thôi đợi nhìn mọi người ăn cho vui. Ăn không tôm. Ăn món thịt để xong nhớ mẹ quá. Giống thịt mẹ mình nấu. Ngon quá. Giống thịt mẹ anh nấu. Lúc nãy anh đã nói mà em làm sao anh là? Giờ đến mẹ em. Thịt ngon lắm em. Mang luôn đĩa về mà ăn. Nhưng mà nếu mà như ra về thì thôi chắc có lẽ là mình để không gian riêng cho hai người đúng không? Mình rồi bóng đèn hơi lâu á mọi người. Khoan, miếng nữa. Hết cái mâm cơm người ta rồi. Mang bát này về. Miếng nữa. Quê cái gì gói gì anh em nè. Trời ơi, vì món mấy món này mà bạn bị đứt tay đó. Em nên mở quán cơm ở Sài Gòn. Chắc là đắt. Ok, mình cụm ly ha. Chúc mừng ngày đầu tiên gặp gỡ. Ngon quá. Ngon thiệt luôn á. Ủa cái đó mình chưa uống. Có một cái hay á là
tất cả những cái vật đồ vật này nó đều gợi lại cho anh rất là nhiều kỷ niệm. Như cái rèm này á, rèm này là cái hồi xưa anh mới sinh ấy, anh mới đẻ là anh nằm trên cái này này. Nhớ là cũng em có thấy một tấm hình hồi bé. Em thấy tấm hình này luôn à? Ôi. Cái món đồ này. Cái đó là hư là về quấn đó. Là bị đòn. Hư á là về quấn nè. Có một điều anh thắc mắc là tại sao ở trên này nó lại có số ấy. À. Cái này lát cuối chương trình em bật mí ra. À, sẽ lát nữa hả? Ok. Sự là bữa ăn này rất là tuyệt vời. Tại vì đôi lúc là đã lâu rồi mình không về thăm gia đình ấy. Nên là mình cũng không muốn ăn hết nữa, mình muốn nhìn ngắm lại những cái gì đấy mà đã từ lâu rồi mình không được nhìn thấy. Thực sự thì những cái khung cảnh này là ở nhà bà anh. Cái hồi mà khi mà ba anh mới mất đó là chỉ có anh với bà và ông ở với nhau thôi. Tại vì mẹ anh thì hồi đấy rất là bận nhiều công việc nên là phải lên thành phố làm việc á. Nên là khi mà ở dưới quê thì anh cũng chỉ có được những thứ rất là đơn giản đơn như này thôi. Nghe nhạc bằng cassette, có một cái đĩa nghe hoài 5 năm. Rồi có cái đĩa Tom Jerry băng đầu cũng coi hoài luôn. 5 năm là hồi từ lúc mới sinh đến lúc 5 tuổi chỉ coi mỗi Tom Jerry. Em có thể chia sẻ một chút về câu chuyện của mình được không? Anh muốn hiểu thêm về em. Thế là em là kiểu con út ở trong nhà. Hai anh của em thì cũng lớn rồi à. Kiểu mỗi lúc mà em làm việc gì thì bố mẹ luôn ủng hộ em ấy. Và những cái lúc mà kiểu em đi làm xa nhà thì bố mẹ rất là nhớ, rất là lo cho sức khỏe của em. Và những cái lúc mà em về nhà ấy thì bố mẹ cứ kiểu gọi liên tục xem thử em về tới đâu rồi ấy. Em nhưng là mà... cái người kiểu bị máu nước mắt ấy. Em rất là thương những cái kiểu từ bé dưỡng thiếu tình cảm của bố hoặc mẹ. Anh hơi tò mò vì lý do vì sao mà em lại biết được anh ấy. Em rất thích những chàng trai hát hay và có mắt đẹp. Lúc đấy vô tình là em nghe được anh hát. Xong rồi kiểu nhìn vào mắt của anh ấy, nhìn có một điều gì đấy là thật. Rất là kiểu cảm xúc ở trong em cảm nhận được ấy. Và em bị rung động. Anh xin lỗi em là anh không có thể make master được hay hơn. Tại vì là đợt đấy gấp quá. Như thế là hay lắm rồi ạ. Anh cũng hy vọng là mình có thể chạm đến trái tim của nhiều người hơn. Anh có khéo tay không ạ? Anh thì hơi dở hoàn này. Anh vung chân vung tay ra ngoài thì nhiều ấy, chứ mà gọi là tỉ mỉ thì anh không được tốt lắm. Em sẽ chỉ cho anh khéo tay nhá. Ok. Mình dọn xuống đúng không? Vâng. Đây, dọn chưa? Ăn đi. Ôi dồi ôi. Thời tới rồi. Đóng kịp rồi em ơi. Cái này có cần không ạ? Dạ không ạ. Tém lại cô đây ơi. Ôi em ơi. Dọn hộ. Nhau. Thời tới rồi các bạn ơi. Đậu bấm chấm nước mắm. Mọi người cứ tiếp tục ạ. Ăn rau cho nó thanh đạm. Em cũng không khéo tay lắm nhưng mà em cố gắng, em đã làm cho anh một chiếc vòng. Wow. Anh có thể giơ tay ra cho em. Cái này là có tên của anh. Oh, thank you em nhiều. Anh có thể mặc. Đẹp hơi quá. Hơi rộng đúng không ạ? Không sao, anh thích đeo rộng tại vì chật quá nó bị cứa. Bây giờ anh có muốn cùng em hoàn thành cái vòng của em không ạ? Okay. Cái này là vòng đôi ạ. Ok. Lý do vì sao mà em lại bị xước tay nhỉ? Em bị giáo đâm vào. Lần sau phải cẩn thận nhá. À. Làm gì cũng phải rất là để ý. Không được để xước tay. Anh phải làm như thế này thì mới... Ok. Ở nhà em có nuôi con gì không? Dạ em ở nhà thì em nuôi mèo ạ, em thích mèo mà. Oh. Lúc vào Sài Gòn thì em lại không nuôi được ấy. Chứ em nghĩ chắc là được rồi, anh buộc lại. Okay. Nhà anh hơi chật đúng không? Anh có thích mèo không? Nhà anh có bây giờ có hai đứa. À. Một đứa thì anh nuôi 5 năm rồi, còn một đứa thì anh mới nuôi. À. Thì sự là anh không kiếm được loài động vật nào anh thích hơn mèo, tại thứ nhất là nó mềm, ôm rất là sướng. À. Thứ hai là cũng rất là tình cảm. Có một điều anh thích ở mèo là nó có sự độc lập. Dạ, đúng rồi. Là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì xung quanh hết. Được chưa ta?
Đây đây, để anh kéo cho, anh kéo cho. Bây giờ, đây đây. Đây anh vẫn run ạ. Ừ, anh vẫn hơi run đấy. Ôi, ok. Được rồi, để anh đeo cho. Sợ bị chật không ta? Không. Vừa ạ. Rồi, vừa rồi, ok. À, anh có biết lý do tại sao mà em lại chọn vòng đôi để mang cho anh không ạ? Thật ra là em muốn mình gắn kết hơn, em muốn cùng anh đi qua những, chia sẻ cùng anh những cái vui buồn, đi cùng anh những cái lúc mà anh mệt mỏi nhất, em muốn em là người cho anh tựa vào, đó là lý do chính. Lý do nữa là lần trước em thấy có một bạn nữ đến tỏ tình thì có tặng cho 10 chàng trai những chiếc vòng bằng chỉ đỏ ấy. Nhưng mà em thấy anh là người mang lâu nhất. Bây giờ anh vẫn giữ ở nhà, anh vẫn giữ là ở em nhà. Em muốn em mang vòng, anh mang vòng của em chứ không phải là của cô gái nào khác ạ. Chắc chắn rồi, chiếc vòng này anh sẽ giữ rất là cẩn thận. Cảm ơn em rất nhiều. Ôi cái gì đấy? Ôi sao đây? Bị tuột à? Không sao. Có cần phải đây để anh phải giữ lại cho em được chữ Huyền. Em cảm ơn anh ạ. Thể mất nhưng mà không thể mất chữ Huyền nhá. Anh buộc nó hơi. Ôi sorry em. Trời ơi. Tại sao lại dở thế này? Không sao ạ. Lần sau anh có thể làm một cái khác để tặng cho em. Anh chỉ sợ là anh buộc lại tuột tiếp này. Không tuột đâu, anh buộc. Ok, hy vọng nhá. Chắc vào một chút ạ. Rút. Ok. Hy vọng lần này sẽ được nha. Anh có thích món quà này không ạ? Anh rất là thích. Cảm ơn em rất là nhiều. Món quà thứ 3 mà em muốn tặng cho anh. À, anh có mang điện thoại ở đây không ạ? Thật ra là lúc mà em chuẩn bị tới chương trình ấy, thì là em làm một chiếc ốp điện thoại in hình của anh. Nhưng mà lúc chuẩn bị quay chương trình thì em thấy anh đăng lên là anh đã đổi điện thoại. Thế là em lại không kịp đặt một cái hình của anh ấy. Nên là em muốn anh ăn thử cái này. Còn đây, đây là hình của anh, nhưng mà anh, em hy vọng là anh dùng máy nào thì nó vẫn là ốp đôi với em ạ. Cảm ơn em nhé. Tại vì cái điện thoại 8 á, là anh đã gửi về cho mẹ anh dùng. Thì anh sẽ hy vọng là Ở đây còn một cái ạ. Cái này cũng là ốp đôi với em ạ. Anh gửi cho mẹ anh được không? Dạ được ạ. Mẹ anh dùng chung được mà đúng không? Dạ vâng. Đây không mọi người? Xến lắm. Hay, xin chào. Anh có thể để úp cái điện thoại của mình xuống đây okay. Sao em lại chọn mặt anh buồn rầu này? Mặt đang yêu. À, thực tế hả? Anh có thấy mặt Lục Huy này cô đơn không? Ừ, nhìn cô đơn cũng cô đơn, cũng buồn. Đấy, thế thì phải có em ở đây nha. một cặp luôn. Lục Huy đổi điện thoại cái là bạn ấy cũng đổi điện thoại keo luôn. Lại còn điện thoại đôi đấy chứ. Mình có trùng hợp không? Ý là em cũng dùng cái này lâu rồi đúng không? Em cũng mới vừa đổi thôi. Ôi thế hả? Anh cũng mới vừa đổi tuần trước. Anh có thích món quà này không? Anh cảm thấy nó như thế nào? Nó có đúng là một đôi không ạ? Nó là một đôi mà. Sự cũng đã rất là lâu rồi mà anh mới có cái cảm giác là được một người có thể trao cho anh được nhiều những cái tình cảm như này. Sự là anh rất là quý trọng. Em tò mò một chút được không ạ? Thường thì trong ví của anh ấy thì anh để những cái gì ở trong đấy ạ? Tiền chắc chắn rồi ạ. Anh có 2 tờ tiền nước ngoài, tại vì là anh không biết tiêu kiểu gì, anh cũng lười đổi nên là có 2 tờ tiền nước ngoài. Anh nghĩ là để cho may mắn. Anh có mấy cái thẻ ngân hàng, với lại có một cái bùa hộ mệnh. Đó là cái bùa mà mẹ anh gửi cho anh. Còn gì nữa không ạ? Anh nhìn ánh mắt em, anh muốn đoán được chứ phải là cái gì, một cái câu thả thính gì đấy. Khoan, anh biết anh thiếu cái gì không? Thiếu cái gì ở trong ví không ạ? Tiền của em. What? Gì ơi, tiền của em. Thiếu hình của người yêu anh đấy ạ. Tại thực sự là cái việc này anh chưa bao giờ nghĩ ra. Tại vì thực sự là hóa ra là cũng có rất là nhiều người đã làm việc đấy. Thế ạ? Đối với anh là điều gì đó rất là mới mẻ luôn á. Tại thực sự là anh chưa từng để hình một ai trong ví hết. Món quà thứ 3 em muốn dành cho anh
anh mời đấy ạ. Louis Vuitton. Trời ơi, Louis Vuitton tươi kìa. Ôi, wow. Luân vui tươi. Em đúng Louis vui tươi. Bên ngoài thì hiền dịu, bên trong nhiều tiền. Trời ơi, xinh gái nấu ăn giỏi lại còn sáng vào trung tâm thương mại mua hàng hiệu tôi về nấu cơm. My God. Em đúng hôn gái của mọi nhà. Wow, cảm ơn em rất nhiều. Anh mở ví ra đi ạ. À, cái này là tờ tiền may mắn. Ôi, cái này là còn được tiền. Ôi trời ơi, đáng rồi. Ơi. Huy ơi là Huy ơi. May mắn thôi nha mọi người. À, cái này là em đã xếp nó và em đặt tên nó là Trái Tim Hạnh Phúc ạ. À. Em muốn anh luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Những lúc mệt mỏi nhất thì anh có thể nhìn nó. Rồi tiện anh có thể mở ví tiếp ra được không ạ? Ừ. Yeah. Ở đây ạ, có cho mình. Anh có biết đấy là ai không ạ? Em đúng không? Người yêu anh đấy ạ. Người yêu anh đấy ạ. Rất xinh gái mọi người. Xinh mà, bạn bên ngoài đã xinh rồi. Ngay cả chiếc mặt đây đẹp và cái đại sân nào. Vừa xinh trắng lại vừa nhiều tiền. Anh nhớ ngắm hình người yêu nhá. Dễ thương quá. Này là hình em chụp hồi em bao nhiêu tuổi? À, hồi em học mẫu giáo lớn ạ. Ừ. Hồi đấy anh có hình không ta? Nhưng hồi đấy mình không được chụp hình. Tại vì có một cái thời gian là anh chuyển nhà từ dưới quê lên trên Hà Nội. Là mình không có được chụp hình với khoảng thời gian đấy lại đúng cái khoảng thời gian mà em chụp hình thôi. Hồi nãy em có chia sẻ á. Sự là có rất là nhiều cái giống anh. Đó là đầu tiên là về cái một mình. Dạ vâng. Anh là một người gọi là anh cảm giác anh bị nghiện cảm giác ở một mình ấy. Em cũng thấy. Cảm giác ở một mình nó giống như là một cái gì đấy mà nó có thể giúp cho mình khai phá rất là nhiều những cái tiềm năng bên trong. Và mỗi lần mà khi mà mình quá mệt mỏi, khi mà mình ở một mình ấy, mình sẽ được như là nạp lại năng lượng. Nhưng mà đúng là cũng có những lúc mình rất là gọi là năng động. Và đôi lúc là cái điều đấy nó lại hơi quá, sẽ làm cho mình mệt đúng không em? Dạ. Ngày xưa anh đi học thì anh giỏi nhất là môn gì ạ? Chắc tiếng Anh. Anh giỏi toán không ạ? Em ạ, à, thực sự là em thấy anh giải toán ở chương trình chưa? Đó, 3N bằng 4 anh còn không giải ra nữa thì em nhìn con số kia là nó bao nhiêu số? Anh không cần giỏi toán nhưng anh phải biết tính em. Ok. Anh cũng biết tính em rồi đấy. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng muốn có một bài toán muốn anh giải. Wow, cho em ạ. Ok. Em có thể... Anh sẽ cố nhá, chứ tại vì là anh cũng không có... Ôi, cẩn thận, không sao. Không biết sao luôn mọi người. Bài toán này là bài toán rút gọn. Cố lên. Bình phương thì bình thường anh còn làm được nhá. Đánh có dấu bằng thì dễ nhá. Nhưng mà dấu lớn hơn là như nào ta? Mình chưa bao giờ gặp dấu lớn hơn. Dấu lớn hơn mà nhân chia trừ thì đổi dấu. Đổi dấu ngược lại đúng không? Ừ. Dấu ngược lại. Chị Nick lớn hơn. Gợi ý rồi đấy. Chết rồi. Sắp lòi sự kém toán rồi. Từ như này trước này. Anh nhân ra đã. 9 đúng không? 9X. Trừ 37 là 21. 21U. Quả đấy nó bảo 37 24 đi. 9X trừ 7Y. Trừ hai bên đi. 9X trừ 7Y trừ 9X cộng 21U. Anh thấy ở đây có cái gì giống nhau không? Anh bỏ đi. Xong bỏ hai này. Anh đừng có gạch chứ. Không sao. Anh viết đi ạ. Thì bây giờ giữ nguyên thì như là dạ, bây giờ anh giải đi ạ, em gợi ý thế thôi. Trừ 7Y lớn hơn 21U. Rồi, ra rồi đấy. Em thưa cô. Em thưa cô. Ngược lại. Đổi cái này qua thành cộng đúng không? Em thưa cô, bạn ấy sai một chỗ ạ. Em cô, bạn ấy sai một chỗ. Cái chỗ kia nó không phải là dấu cộng mà là dấu trừ. Đây á. Trừ 21U. Trừ 21U. Anh đang nói dòng ở đâu đấy ạ? Em không biết. Trừ, thì bây giờ bỏ dấu trừ đi. Rồi, chia trừ thì đổi dấu. 21 chia cho 7 hết bao nhiêu? 21 chia 73. Đúng rồi. Rồi. 3U. Hiểu chưa? Hiểu đấy. Chưa? Đã chưa? Đã chưa? Ok, cái ra kết quả là được đúng không? Y nhỏ hơn 3U. Sai rồi, em trả cho anh nhá. Ok. Nhá. Y. Y
Anh có biết dấu này ký tự? Anh biết, anh biết. Anh chỉ đang cố cố giả ngu xíu thôi. Ok, thank you em rất nhiều. Cảm ơn em nhé. À, đây cũng là lời mà em muốn nói với anh khi tới đây tỏ tình với anh. Như em nói từ đầu ấy, từ nhỏ thì anh đã thiếu tình cảm của bố, nên là em muốn bù đắp cho anh những cái tình cảm đấy nhiều hơn. Em muốn những lúc anh mệt mỏi nhất thì anh tựa vào em, những lúc vui vẻ thì mình cùng nhau nắm tay vui vẻ và hạnh phúc. Và em muốn những cái lần mà anh ra sản phẩm mới, những cái bài hát mới thì em sẽ là người đầu tiên mà anh sẽ khoe với em điều đấy đầu tiên. Em muốn nấu cho anh ăn nhiều hơn, muốn nắm chặt tay anh và cùng đi với nhau trên hiện tại ạ. Cảm ơn em, thực sự là anh rất là trân trọng tất cả những cái tình cảm mà em dành cho anh. Và cũng rất là lâu rồi anh mới có được cái cảm giác như này. Và đôi lúc là anh, nhiều lúc anh tự hỏi là lý do vì sao mà em lại thích anh. Anh có một sự đặc biệt hơn với các chàng trai là khi mà em nhìn vào mắt anh ấy, thì em muốn là mình là cái người mà luôn là nơi để điểm tựa vững chắc cho anh. Em thấy kiểu sao anh lại cười ạ? Không thì tại bình thường là người con trai phải là người che chở cho người con gái. Không, tức là không phải che chở, em muốn em là một cái nơi để anh tâm sự những chuyện, tất cả mọi chuyện đối với em. Như lúc anh buồn, em muốn làm. Anh biết em thích nhất đôi mắt anh là cái gì không? Là ở trong đây em thấy nó rất thật. Em muốn biến là mình làm cho đôi mắt của anh trở nên vui vẻ hơn. Em muốn anh lúc nào cũng hạnh phúc và đôi mắt anh lúc nào cũng phải cười. Cảm ơn em. Thank you em. Cả những gì từ đầu chương trình tới giờ thì em đã hướng về anh và em đã nói hết rồi. Nếu mà anh đồng ý để bức thư đấy thành hiện thực thì anh có thể nắm tay em ra vậy. Anh có thể nắm tay em ra vậy. Ôi run quá kìa, thương ghê. Cần lắm đôi tay mềm khoác vai nhau ra đường tình tứ. Phố thật dài, bước chân đi cùng, đông đến vẽ nên câu chuyện tình. Là... anh đừng, em ôm anh một cái được không ạ? Anh xin lỗi em rất là nhiều. Em vào trong được không? Khoan đã. Khoan đã. Không được kết thúc thế này. Em dâu à? À không, Ngọc Huyền, em ngồi ở đây cái đã. Lục Huy, ngồi bên kia cái đã. Mời 500 anh em siêu nhân trở lên sân khấu ạ. Em không thể đi thế này được. Em cảm ơn chị ạ. Đầu tiên thì cảm ơn Huyền vì một bữa ăn ngon, vì những món quà xịn, vì tất cả những bài trí mà để có được cái không gian này hẳn là phải đi sâu vào tiềm thức và phải điều tra rất là nhiều về cuộc sống và cũng phải quan tâm rất nhiều đến Huy. Giữ Huyền ở lại không phải là làm khó cho Huy, nhưng có lẽ là Huyền xứng đáng với một cái kết cục nó đẹp hơn thế, mà không phải là cái lưng đi vào một mình, đúng không? Mà cũng không phải là Huy tiễn bạn đi vào. Huyền rất là thích bài hát mà Huy hát. Huy, em có thể hát lại bài đó để mọi người có thể cùng nhau dẫn Huyền vô không? Chắc chắn là em rất sẵn lòng ạ. Có lẽ là cũng giống như lời bài hát, có lẽ là chúng ta có thể gặp nhau vào một dịp không xa khi mà hoa đã nở. Đâu ta? Cầm tay người ta này, người ta làm vòng đứt hết cả tay này. Anh
có thể nắm tay em lần cuối trong ngày hôm nay. Dùng rơi giữa đời, chỉ cần nhìn nhau thoáng chốc, vậy thôi mình đành xa nhau. Cánh hoa dùng rơi giữa đời, chỉ cần nhìn nhau thoáng chốc, thôi đành. Đành chia ly. Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây. Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé. Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt. Hay quá. Cuộc đời ai đâu nào ai biết trước. Chia ly bây giờ. Tôi sẽ tìm thấy nhau. Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé. Xin đừng, đừng nói chia ly. Nhân danh người anh trong nhà phải nói trước. Bức bức xúc lắm, tức lắm á. Anh ơi, anh quay vào đây đi. Anh, tại sao? Tại sao mày hát hay vậy hả? nhầm. Thôi để cho Huy nói đi. Sao mọi người, mọi người đừng có xả lên Huy nữa. Huy đã đau lòng rồi. Nó cảm xúc thật. Không sao. Không sao bạn ạ, thôi. Thôi không sao, không sao. Chỉ có em hiểu bạn thôi, không sao. Sao? Không sao, không sao hết. Để cho Huy nói những cảm xúc này trước khi khép lại chương trình nha. Để chị cất những cái bóp cho em nguy hiểm dạ, quá. Dạ thôi để em nhầm. Có lẽ là đôi lúc khi mà mình gặp một cái người nào đấy, người ta giống mình ở quá nhiều điểm. Người ta cảm giác như là quá đỗi hoàn hảo. Nó giống như là một giấc mơ mà nó không, mình không biết là nó thật hay là nó, mình không biết được là nó sẽ đi đến đâu. Thực sự là, và em cũng cũng cảm thấy là bản thân mình chưa đủ chín, là cái tình cảm của mình dành cho bạn cũng chưa đủ chín để mình có thể thực sự chắc chắn về việc là mình sẽ đi cùng bạn một thời gian dài và cho bạn được nhiều sự hạnh phúc. Vì em cũng rất là sợ nếu mà khi mà mình quá hứng thú, mình muốn thử một cái điều gì đấy nó quá là nhanh, và khi mà mình không thực sự chắc chắn về nó, mình sẽ dẫn đến việc là mình sẽ làm tổn thương người con gái mà mình rất là trân trọng. Nên là sự là em chưa muốn làm điều đó. Chị tin là em đã từ chối vì bạn chứ không phải vì lợi ích của em. Mà một chàng trai có lẽ là tiếc hơn cả. Chị thấy Thịnh khóc còn nhiều hơn em đó. Tại sao vậy? Thật sự là cái tình cảm của bạn ấy dành cho Huy là em thấy là quá chân thành luôn á. Em không phải khóc là vì người ngồi trên đây không phải là em hay là ấy, mà em thật sự là cảm động vì cái tình cảm mà bạn ấy dành cho Huy. Cực kỳ ai ngồi dưới là tay cũng, bạn ấy rung. Không phải mỗi bọn em nói câu nào ai cũng cảm thấy luôn á. Thật sự là bạn ấy tạo một cảm giác rất là chân thành đối với Huy. Và cũng rất là tiếc khi mà hai người chưa có thể là tiến tới được với nhau. Đối với em thì em cảm thấy được là em cảm nhận được ở phía của Huy là Huy cũng khá là khó xử. Khi mà Huy cũng đã nhắm mắt và cảm nhận rồi, là nghe bạn chia sẻ, rồi là cảm thấy được sự chân thành từ bạn. Và thực sự thì Huy đã không dối lòng mình, là Huy cảm thấy là Huy chưa thực sự rung động với bạn. Nhưng mà trước mặt mình là một cô gái gần như là hoàn hảo. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa nấu ăn ngon, rồi là rất là chân thành. Nhìn thấy cách mà tay bạn run, rồi là lúc bạn ngồi nói chuyện mọi người, bạn bấu víu vào cái váy của bạn, là cảm giác bạn rất là chân thành. À, thực sự lúc đấy là anh cũng hiểu được cái cảm giác của Huy, rất là Huy đã biết được câu trả lời của mình, nhưng mà không biết là dùng cách nào để mở lời ra để không người ta không bị tổn thương. À, thực sự là rất là khó nói, khó để mở lời ra. Thì anh hiểu được cái cảm xúc đó. Thật tiếc là cái vòng này đang hỏng chặt nên giữa đường bị đứt, giống như một cái điềm báo gì đó. Còn nhưng mà không sao này. Còn lại rất là nhiều trái tim để anh em mình mỗi người giữ lại, để nhắc là chúng ta đã từng gặp một tình yêu rất chân thành, và chúng ta phải tin là tình yêu luôn có ở đâu đó.
Và hy vọng là mọi người đang xem chương trình, người cũng sẽ giữ cho mình một lòng tin nha, là dù chúng ta đã cố gắng và chúng ta thất bại, hay là chúng ta chưa may mắn gặp được một người hoàn hảo như vậy, nhưng người đó luôn có ở trên đời, chỉ chờ chúng ta sẵn sàng mở lòng để gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm nên một chương trình tuyệt vời trong ngày hôm nay, và mong mọi người sẽ đều tìm được một nửa thật là đầy đặn yêu thương, mà mình sẵn lòng gác lại mọi thứ để cùng với người ấy là một người bạn đời. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ tuần sau. Ở đây xuất hiện một vài nhân vật mới. Chị ạ. Chào mọi người. Thịnh ơi. Dạ, em đây. Không, Thịnh kia. À, thôi. Em có thể hơn mọi người bất cứ cái gì, nhưng mà chắc chắn một điều em không thể hơn một người, đó chính là chiếc chán của Vũ Thịnh. Mọi người ơi, có thấy tự nhiên cái không khí nó lạnh không? Tự nhiên nhạc nó cũng rùng rợn hơn hẳn, giống như là mọi sự chú ý, cái cột năng lượng nó đổ dồn về âm phủ vậy đó. Một cú cua khét lẹt mọi người ơi, một cú cua khét lẹt mà em ngồi đây em bất ngờ luôn. Tình yêu đam mỹ, nơi tình yêu có thể vượt qua giới hạn xã hội khi các chàng trai được tự do bày tỏ tình cảm của mình với nhau. Vũ trụ hoàn mỹ.